We are Tigo. And I'm Joanna. I'm Andy. Welcome back to our channel. Và tụi mình đã quay trở lại với một video mới, một video của Real Talk. Đáng lẽ ra thì với cái chủ đề mà các bạn đã thấy ở tiêu đề thì tụi mình phải nói là một cái tip về chị lông nách như thế nào, chị thâm như thế nào, đúng không? Nhưng mà tại vì tụi mình thì không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc đó, nên là tụi mình suy nghĩ là đôi khi tụi mình cũng hay nói với nhau về vấn đề này, nên tại sao tụi mình không đem nó lên Real Talk để nói. Và đôi khi nó là một cái vấn đề mà kiểu nhiều bạn cũng ngại nói, và một phần đó là các bạn cũng muốn hiểu thêm về những cái tâm lý của những người bị giống như mình như thế nào, giống như vậy á. Và trước tiên khi vào video thì tụi mình sẽ update một vài thông tin thú vị cho ngày hôm nay. Thứ nhất, tại sao mình lại đổi nón trong khi trời không nắng và đang mưa? Vì mình mới vừa nặng mụn. Và không ai mượn nặng mụn. Đúng, vẫn nặng mụn. Đáng ra mình phải trang điểm đúng không? Nhưng mà tại vì do mình đang định trang điểm và thấy mụn nhiều quá nên nặng mụn, nên là bây giờ cái chán của mình nó đỏ lè. Mình không thể nào mà đem cái chán đỏ lè lên video được. Và cái update thứ hai đó là tại sao Annie lại đeo mắt kính trong video lần này? Bình thường mình sẽ không đeo mắt kính. Mặc dù mình bị cận nhưng mà mình sẽ không đeo mắt kính, tại vì mắt kính của mình nó sẽ bị phản quang ở trên mái. Nhưng mà tại vì hôm nay mắt mình bị sưng thành 3 mí. Tại vì sao? Tại vì không tẩy trang mascara cho kỹ nên là nó nổi một cục mụn ở trên mắt, nên là nó sẽ thành 3 mí, nên là không thể nào mà trang điểm được. Bắt đầu Real Talk đi ha. Đầu tiên, cái rất là nhiều bạn rất là ngại trong việc đó là mình bị lông nách, đúng không? Thì đương nhiên là dù nam hay nữ thì các bạn đều sẽ có lông nách, và đó là cái phản ứng tự nhiên. Đúng rồi, nó là nếu như những bạn không có ra lông nách á, thì cái tuyến ở vùng nách nó của bạn, một là nó sẽ đang bị viêm, hai nữa là chắc chắn sẽ có bệnh, tại vì nếu không ra nó sẽ bị bệnh á, giống kiểu nó là cái gì đó của cơ thể mình. Ý là ai cũng sẽ có, nhưng mà sẽ có những người có lông tơ nó sẽ rất là mỏng, đúng rồi, có những người á kiểu như là lông nhiều quá thì lông nó sẽ dày, nhưng mà ai cũng sẽ có lông nách. Thì kiểu như ở cái môi trường bây giờ, mọi người giống như con gái tụi mình sẽ muốn không có lông nách. Đúng rồi, đúng để rồi. Để cho mặc áo hai dây rồi mặc cái gì đó nó sẽ không bị khó chịu. Một phần á nha, một phần là vì ở nhà mình ở chung với anh trai là nhiều, nên là mình thấy lông nách nó rất là bình thường luôn các bạn. Nhưng mà đến khi mà mình đi học, mình tiếp xúc được với nhiều bạn nữ á, có nhiều bạn, mấy bạn đó rất là kiểu hay bàn tán xôn xao về vấn đề là chết rồi, tao lại bị lên lông nách rồi, chết rồi. À, đặc biệt là những lúc mà đi học bơi á các bạn. Đi học bơi thì có một số bạn á, mấy bạn đó sẽ ngại, mà mấy bạn kiểu một là mấy bạn có thể cạo rồi á, nhưng mà nó sẽ bị lỗ chân lông. Hai là sẽ bị thâm nách. Nên là mấy bạn rất là ngại, nên là thường mấy bạn sẽ hay bận áo dài tay gì nè, một phần là che nắng, một phần là che nách luôn. Mà có những bạn mà kiểu giống như những bạn nào mà cơ thể rất là đẹp, trắng trẻo, dễ thương, thì mà mấy bạn nó lại biết chăm sóc bản thân rất là kỹ nữa, nên là mấy bạn nó hay mặc bikini rất là dễ thương luôn á. Còn với những bạn nào giống như mình hồi xưa á, kiểu hồi lúc mà mình chưa đi học bơi thì mình cái chuyện mà mình để lông nách rất là bình thường, mà tại vì thường lông nách của mình không có dày mà cũng không có nhiều nữa, nó to mà kiểu như ở nhà thì mình ở chung với mấy anh nhiều, nên là cũng không biết cái đó quá rằng. Nhiều khi mà chơi chung với con gái á thì tụi con gái nói chuyện với nhau rồi chỉ nhau những cái cách đó, chứ hồi xưa mình không có. Ở cái thời mà lúc mình còn học cấp 2, cấp 3 thì cái việc mình lên internet rất là hạn chế luôn. Đúng rồi, tụi mình sẽ không biết được những cái đó nó sẽ quan trọng như thế nào. Mình giống như mấy thằng đàn ông vậy. Nhưng mà có một số cái giống như là về lông nách thì nó vẫn là những cái basic. Mình nghĩ là sau khi mà đã trải qua rất là nhiều cái công cụ mà đối phó với lông nách thì tụi mình đã có một số kinh nghiệm nhất định. Giống như là tới cái tuổi này bây giờ mình sẽ biết là phải làm gì với cái nách của mình. Đúng rồi. Giống như là Jonah đã chọn là đi triệt. Mình đi triệt. Nhưng mà sao ta, nói trắng ra nó cũng không hẳn là triệt. Tại vì khi mà mình đi triệt á, mình cứ nghĩ là ok, nó cho mình khoảng, mình sẽ làm 10 lần, nhưng mà người ta bảo hành cho mình tới 5 năm lận. Thì mình mới không hiểu, thì người ta mới giải thích là tại vì do tùy cơ địa của mỗi người thì cái việc ra lông nách của nó sẽ khác nhau. Có những người người ta đúng nghĩa là có những người mà người ta triệt xong á là nó hết luôn á. Còn có những người á, như mình còn trẻ nè, mình sẽ vẫn hay la rất là nhiều. Và khi mà mình đi triệt á thì nó chỉ giống như là một khoảng thời gian thôi, là khoảng thường thì mình nhớ là 3 đến 4 tháng á thì mình mới bắt đầu dòng lại đó để đi triệt lại một lần. Mà nó cũng không hẳn triệt đó các bạn, giống như wax gì á, kiểu người ta cạo cho mình xong rồi người ta wax cho mình chỗ đó thôi. Ủa mà kiểu triệt xong là nó có còn ra nữa không? Nó còn ra nữa, nhưng mà ra nó sẽ ra lông tơ mà. Và đặc biệt là người ta luôn luôn nói với mình là khi mà bạn đi triệt á, nếu mà có ra lông nách
bạn không nên làm tại nhà, tại vì bạn phải đi ra ngoài đó để người ta cạo nó đi, sau đó người ta sẽ triệt cho mình lại. Nếu mà mình triệt ở nhà, tự triệt ở nhà thì mình cạo cái lông nó đi, các bạn biết là nó sẽ mọc lông mới và cái lông nó sẽ dày. Là nếu mình nói kiểu giống như là công sức các bạn đi bao nhiêu ngày đó là nó bị tiêu tan hết. Mà như là phải theo lộ trình đúng không? Đúng rồi. Là lúc mà mình làm thì lộ trình của mình là 10 tuần, có nghĩa là 10 lần. Nhiều tiền nhỉ? Quên rồi. Hai trăm mấy? 200 mấy, 300 gì không nhớ nữa. Không có mắc. Không có mắc. Rồi mình thấy đó, kiểu như là đi triệt thì khá là ok. Tại vì kiểu như mình sẽ không phải tối ngày lo lắng phải hôm nay lên lông nách rồi mình phải xử lý nó. Đúng rồi. Nó sẽ khỏe hơn nhiều á. Mình thấy kiểu một số bạn thì sẽ cảm thấy hơi ngại, tại vì kiểu đi spa xong rồi dơ lên để cho người ta xử lý cho mình. Thì mình thấy lúc đầu thì mình ngại thì sẽ có đúng không, nhưng mà càng làm thì càng bị trơn á. Mà kiểu các bạn biết là tại vì người ta làm spa mà, nên là một ngày người ta gặp rất là nhiều người, nên là người ta đã nhìn quen rồi. Và có nhiều khi mình đi làm người ta cũng kêu là nách của em vậy là còn đỏ đó. Có nhiều người á, người ta lông rất là dày lắm và nó rất là nhiều. Và những người đó, người ta hồi xưa ta hay dùng cái thủ thuật là bứt lông nách á, cạo một phần này hoặc là nhổ lông nách á, thì nó làm cái lỗ chân lông rất là to. Và khi mà mình biết về cái việc mà đi triệt lông nách á, cái điều mình thích đó là mình không có bị thâm nách và không có bị lỗ chân lông to. Tại vì khi mà người ta xử lý tại chỗ cho mình đó là người ta đảo triệt luôn ngay lúc đó luôn. Và không được các bạn thông mê kỳ lắm. Nhưng mà thật sự là nếu như các bạn xem những cái video mà mình hay mặc áo sát nách á, thì các bạn thấy là nách của mình nhìn nó rất là tự nhiên luôn. Mặc dù là cái chỗ của mình làm thì nó cũng không có mắc, nó cũng chỉ là cái chỗ đơn giản dân thôi. Để mình địa chỉ để mình có gì mình sẽ để địa chỉ cho các bạn ở dưới description box, hoặc là mình sẽ để trên màn hình cho các bạn nha. Tôi nghĩ là mình cũng nên đi. Đúng rồi, đi chuyện đi. Tại vì sao ta, nó là tại vì 3 đến 4 tháng nó mới mọc lại một lần, mà mỗi lần nó ra lông tơ mà mỏng mỏng lắm. Mà kiểu mà một phần nữa là bạn sẽ không phải lúc nào cũng vậy nữa. Nếu bạn có gì nữa trời không, hoặc là các bạn cạo, các bạn đặc biệt là mình thấy là cái việc nhổ lông nách á nó sẽ tốt hơn là cạo á. Đúng rồi. Với những bạn nào mà lười thiệt lười ngày hôm đó luôn mà muốn bận hết sách nách á, các bạn cạo thì nó rất là mất thẩm mỹ. Đúng rồi. Giống kiểu không biết, nhưng mà ý là tại vì mình chưa có đi triệt nên là với mình thì mình vẫn làm cái cách thủ công là mình nhổ. Nhưng mà kiểu như một số bạn á ngại nhổ mà các bạn cạo, kiểu như là các bạn nghĩ là cạo nó sẽ lẹ hơn. Đúng. Mà mình thấy cạo đó nó sẽ ra nhanh lắm á. Ồ, nó vừa ra nhanh, nó vừa khó chịu mà nó còn bị cứng á, nó bị ngứa nữa. Giống kiểu là cái cạo với cái tẩy kem tẩy lông á nó giống nhau á. Giống như là xài cái đó cái mũi nó kinh lắm mày. Ừ. Cái mũi kỳ lắm. Xong rồi kiểu như ta thấy nó không có sạch. Nó giống như là kiểu chét lên vậy đúng không? Cái xong mày cạo đi nó vẫn còn cái màu đen đen á. Cái góc của cái lông á nó vẫn còn ở đó, nhìn nó siêu mất thẩm mỹ luôn. Nên là mình thấy kiểu nhiều khi các bạn nhổ á, nó nhổ đi luôn á. Thì nó sẽ không có bị cái kiểu còn lại. Còn cạo á là chỉ cạo ở cái bề mặt thôi. Đúng xong rồi. Cái kiểu lúc đó các bạn muốn mặc áo 2 giây nhưng mà dở lên á, tự nhiên nó vẫn kiểu còn cái màu đen đen á. Nhìn nó càng mất thẩm mỹ hơn là cái nhổ bình thường nữa. Cái một cái cách mà mình vẫn đang làm, mình làm hoài nó sẽ không làm mình thâm nách đấy, là mình sẽ nhổ khi mà mình đã tắm xong. Mình đúng rồi. Tắm xong á thì cái lỗ chân lông nó mở ra thì các bạn nhổ á nó sẽ dễ hơn, mà nó kiểu như là nó không làm ảnh hưởng đến cái vùng da ở dưới nách của mình. Sau mình nhổ xong á mình sẽ dùng cái gọi là gì, cái gì á, lăn nách. Mình sẽ dùng lăn nách để mình lăn lên thì cái lỗ chân lông nó sẽ xe lại thì nó sẽ không bị thâm. Mình dùng tới giờ mình vẫn không bị thâm cho lắm. Bình thường kiểu như các bạn mà xem clip của tụi mình á, mà tụi mình mặc áo 2 giây rồi á, thì mình vẫn dùng nhỏ. Mình vẫn dùng cách nhỏ xong rồi mình xài lăn nách thôi, chứ kiểu mình không có thích cạo. Tại vì cạo xong á, cái cảm giác nó vướng á. Nó cứ đâm đâm vô người mà nó còn wax. Wax hả? Mình không biết, nhưng mà mình thấy cái wax nó cũng giống như cái chì của mình đó, chỉ là người ta là nó không làm theo liệu trình nha các bạn, liệu trình chứ nó không làm theo liệu trình, mà nó làm theo kiểu như là khi mà các bạn đang lông nách á, với những bạn nào vừa lười cạo hoặc là lười nhổ hoặc là sứt kem, mà các bạn đó kiểu không muốn để lại những cái sao ta, những cái triệu chứng sau khi mà mình vệ sinh cái chỗ dùng nách á, nên là các bạn sẽ lựa chọn đi wax. Thì ra đó người ta cũng sẽ kiểu cạo lông cho các bạn và người ta sẽ wax. Nó y như là mình đi triệt lông nách vậy, chỉ là triệt lông nách là kiểu theo lộ trình liệu trình chứ lộ trình hoài. Nhưng mà triệt là có cái máy đúng không? Đúng rồi, nó có cái máy. Và tùy nha, có những người giống như hồi là mình làm á, mình xài cái máy rẻ nhất thì nó hay kiểu là nó sẽ mau ra hơn. Có một cái máy đó là kiểu giống như là trong lúc mình làm nó có một cái máy, và khi mà mình xài cái máy tốt nhất á thì nó sẽ lâu ra hơn. Còn nếu mà xài cái rẻ thì nó sẽ nhanh ra hơn rất là nhiều luôn.
mà kiểu sao ta, dần dần á, tại vì do mình làm dần á, nên là cái lông của mình nó rất là mỏng. Còn những bạn quá lông nách á là chứ các bạn chỉ làm tạm thời ngay lúc đó thôi, và khi ra thì các bạn sẽ lại tiếp tục đi. Ủa vậy á? Nhưng mà đau lắm á. Cái nào? Thật ra cái wax đó cũng không gọi là đau đâu. Nếu mà những bạn lần đầu tiên đi làm á sẽ không quen, nhưng mà làm một thời gian á là, tại vì á theo như mình thấy là giống như cái phần nách của mình á, phần bên trái của mình nó ít ra hơn phần bên phải, và khi mà mình đi triệt lông nách á thì khi cái máy nó lên á thì ở phần bên trái của mình nó ít, tại vì nó không có đau mà kiểu nó là cái mặt kiến á, xong rồi cái nó có cái tia giống như là tia gì đó, xong nó quét lên người nó nóng lắm, nó nóng vậy đó, mà nó không có đau mà nó chỉ kiểu giật thôi, nóng thôi à, chứ không phải là kiểu đau cái gì kim tim hay là gì hết á. Nhưng mà lúc mà mình làm ở bên trái á thì mình thấy sao bên này mình không bị đau, thì vậy đó là bên này là nó đang dần hết rồi, và bên phải của mình á thì vẫn còn, nên là khi mà mình lăn cái đó qua nó rất là nóng mà kiểu nó đang tiêu diệt mấy cái cọng lông ở trong á, tiêu lại vậy đó. Bình thường mình mà nhổ thì sẽ khoảng 2 tuần, 3 tuần sau nó sẽ mọc lại, tùy cái độ hoạt động của các bạn. Nó giống kiểu là tại tay trái mình nó hoạt động nhiều hơn tay phải, không biết sao nha, tự nhiên nách trái thì nó sẽ nhiều hơn nách bên phải. Mỗi lần nhổ rất là mệt các bạn, giống kiểu là muốn lé luôn con mắt vậy đó. Kiểu như các, mặc dù á lúc đầu cái quá trình mà mình ngồi nhổ nó sẽ khá là thoải mái nha, kiểu như mình cứ đưa vậy để như mình đang bán cá vậy đó, xong cái ngồi thấy, nhưng mà kiểu lát hồi á không đi đường á, gặp thêm bị cận nữa trời. Cận mà không phải là đeo kiếm mà các bạn nhớ nha. Đau lắm, kiểu như lát hồi cái tự nhiên trời muốn lé luôn con mắt. Cái cổ nó đau mà kiểu như mệt lắm, mà mình không kiểu sao ta, không nhổ á thì để thì nó kỳ. Hồi xưa á mình từng lấy dao cạo của bố, xong mình đi cạo lông chân đó các bạn. Thì cạo là các bạn phải cạo theo cái chiều lông mọc, mà nhiều khi mình cũng chả biết là cái lông nó mọc như thế nào để mà mình cạo theo đúng ý nó nữa. Nhiều khi nó mọc chỗ này, nhiều khi nó mọc chỗ khác, ai biết được. Xong cái cạo thì người ta phải có cái kem hay sao á. Đúng rồi, phải có cái kem. Trời ơi, tao có xài kem đâu má. Để gì nè, tao cạo ngược lên. Giống kiểu lông chân á thì người ta mọc từ trên xuống dưới đúng không? Mình cạo ngược từ dưới lên trên. Mà cạo có một đường xong thấy sợ quá, không cạo nữa, cứ để đó. Xong mốt tự nhiên cái đường nó mọc lên lông đậm ơi là đậm. Xong hai bên lông nhạt ơi là nhạt. Cái quỷ giống người ở đâu trong rừng trong rú thật lăng gì thì ghê. Cái không hiểu được tại sao mình nó làm như vậy luôn á. Đôi khi là chúng mình sẽ có cái có những cái trò mình làm cái lông của mình mà mình không thể hiểu được. Làm sao để không bị thâm nách? Làm sao để không bị thâm nách? Tôi biết mình còn đọc đâu cái làm sao để không bị thâm nách mà trời ơi. Đừng có thâm, chỉ thâm. Như một con người như tụi mình, như mình đi chuyện lông nách, mình đi quá nách mà, nên là mình đâu có biết đâu. Mà kiểu bị thâm á thì mình hồi xưa mà mình bị thâm ấy, mình nghĩ chắc nách nó cũng giống với cái vùng khác trên cơ thể thôi đúng không? Nó nhạy cảm hơn chút chứ hả? Nó nhạy cảm mà. Ui à. Tại vì hồi xưa mỗi khi mà thâm chân á, ta hay lấy cà phê á chà lên. Xong rồi kiểu như da ở đó nó mướt, cái xong mình xài sữa dưỡng ẩm á, cái nó cũng trắng lại từ từ, nhưng mà kiểu nó không có trắng liền đâu. Cái đó phải làm nhiều lắm, kiểu xài mấy cái thủ công, mấy cái mà bã cà phê nè, hoặc là chanh đồ á, mình xài mình chà lên cam á. Trời ơi, cam là siêu hiệu quả luôn nha. Cam với lại sữa tươi. Hồi xưa mà mình vẫn còn đam mê mà để trắng lên á, hay xài cam. Cam mà người ta đã vắt hết nước mà mình xin hết mấy tiệm cà phê về á. Xong rồi bỏ sữa tươi vô cái lấy chà lên. Trời ơi, trắng kinh khủng. Đúng rồi. Nhưng mà sẽ ăn nắng. Đúng rồi, ăn nắng, ra nắng là phải chùm. Xong rồi kiểu mình hay mỗi lần làm gì mình chơi hết cả nách, cả đầu gối, cả tất cả những chỗ nào mình có thể làm thì sau đó chiếc sữa dưỡng ẩm lên thì nó sẽ trắng, nhưng nó sẽ rất là ăn nắng. Mình đã xem rất là nhiều cái video về việc trị thâm nách như thế nào, thì đa số mà hầu hết tất cả mọi người đều khuyên là sử dụng cái này để trị thâm nách. Nhưng mà hồi xưa lúc mà mình mới vừa đi quát nách á, nha các bạn, thì mình thấy nó cũng hơi bị thâm, và một phần nữa là cái này cũng nó là sữa dưỡng thể, nên là mình hay sức vào mỗi buổi tối. Nhưng mà khi mà mình sức lên á, cái mình sức tới vùng nách á, cái mình nhớ hoài là kiểu cái chỗ đó của mình nó không kiểu mình quát là rất là sạch rồi. Nhưng mà khoảng 2-4 ngày sau, đúng rồi, khoảng một tuần sau thì nách của mình mọc lại. Mình mới thấy ủa, người ta kêu là khoảng 1 tháng mình mới quay lại mà ta, tại sao mình mới vừa quát đây mà đã 1 tuần sao nó lại lên lông nách. Thì lúc đó là mình cũng có đi nói người ta, thì người ta kêu hỏi là mình có sức cái gì ở ngay vùng nách không, thì mình nói là mình có sức Vaseline, tại vì rất là nhiều người kêu là sức cái này thì nó sẽ trị thâm nách. Nhưng mà mình không biết là trong này nó có một cái chất gì đó để kích ứng cái vùng đó hay không. Nhưng mà khi mà mình sử dụng á, mình phát hiện là lông nách mọc lên rất là nhanh, cực kỳ nhanh luôn. Mà chị thâm thì mình không biết có chị không, nhưng mà nó lại lên lông nách mà trong khi mình đã đi chị.
Và khi mà mình di chuyển trong nách á, thì hầu hết tất cả mọi người đều nói mình là không nên sử dụng cái gì ở vùng nách. Ok, bây giờ mình kết thúc cái video này đi. Tại vì mình biết là cái video này rất là dài rồi và nó rất là lan man. Nãy giờ toàn kể những cái câu chuyện rùi bu gì á chứ thấy lòng nách gì đó. Nhưng mà nếu như các bạn có những câu hỏi nào mà muốn hỏi tụi mình liên quan về việc chị thâm nách như thế nào, rồi những cái như là đi triệt đông nách hoặc là quát nách, thì các bạn nhớ comment ở phía dưới và tụi mình sẽ cố gắng để trả lời cho các bạn, trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn nha. Còn bây giờ thì tụi mình phải bye bye các bạn đây. Bye bye. Bye bye guys. Love you.